Hoài Thương xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, theo người viết, việc thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của tuổi trẻ theo luật định. Việc để quân nhân chết trong đơn vị do thắt cổ hay là bị đánh đập, tất cả đều thuộc trách nhiệm của chỉ huy. Do đó, một vài người tưởng rằng loan tin quân nhân chết do tự treo cổ để nhẹ tội hơn. Đây là một tư duy ấu trí rốt nát. Một đại đội, một trung đội nếu để quân nhân chết thắt cổ không hề đơn giản một chút nào. Cần biết rằng mọi hoạt động trong đơn vị từ lúc đánh thức cho đến lúc tắt đèn đi ngủ đều thực hiện theo hiệu lệnh trăm người như một. Thì làm sao có chiến sĩ nào tách khỏi đoàn đơn vị để đi từ từng được? Nếu những anh chỉ huy đại đội để việc từ từ xảy ra thì bản thân cán bộ chỉ huy thiếu trách nhiệm. Việc xử lý chỉ huy là cần thiết và phải thực hiện nghiêm minh. Đừng vì bệnh thành tích sợ mất cán bộ mà bao che dung túng đánh lừa dư luận. Vì như thế, càng làm cho tệ nạn trong quân đội càng trở nên trầm trọng và nguy hiểm hơn, đánh mất niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang. Trong nhiều năm qua, trong một số nhiều đơn vị, quân đội do chưa quán triệt tốt cho cán bộ chỉ huy các cấp, đặc biệt là các cán bộ tiểu đội, trung đội về công tác giáo dục, rèn luyện, huấn luyện chiến sĩ mới, đây đó để xảy ra tệ nạn tiêu cực, đánh đập, đe dọa, khủng bố, ức hiếp chiến sĩ mới. Điều đang nói là nhiều các chỉ huy vì bệnh thành tích, quan liêu hoặc là trình độ năng lực yếu kém nên để tồn tại trong đơn vị tệ nạn tiêu cực kéo dài. Việc nắm bắt tình hình thực tế đơn vị của nhiều chỉ huy không kịp thời, quan liêu thiếu trách nhiệm gì chỉ, do đó hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới vẫn ngang nhiên xảy ra. Cách đây gần 10 năm, con của tôi đi bộ đội. Tôi định hướng cho cháu là ở lâu dài xây dựng quân đội, cháu nhất định nói là không. Rồi tôi được cháu báo cáo tình hình huấn luyện tân binh ở đơn vị tiểu đội trưởng đánh đập lính rất dã man. Tôi hỏi cháu, vậy thì con có bị đánh đập không? Thì cháu trả lời là con không bị đánh bởi vì con không vi phạm bất cứ điều gì. Hơn nữa, nếu mà ai đánh con cũng sẵn sàng có biện pháp đối phó ngay. Cụ thể là con sẽ ngay lập tức báo ngay tiểu đoàn nếu con cần, sẽ sử dụng mọi biện pháp loại trừ mối đe dọa. Tôi hỏi, vậy thì đến tối tụi nó trùm chăn rồi ra tay thì con biết làm sao? Con tôi nói là bố đừng lo. Bọn con đã có mấy anh em đã lường tính trước việc này rồi. Nếu một trong những anh em của bọn con bị đánh thì số còn lại sẽ bất chấp kỷ luật đóng quân thoát ra ngoài để loan báo về cho các gia đình. Sau khi nghe các cháu phân trần thì tôi gọi điện cho anh bạn ở phòng huấn luyện của Bộ Tư lệnh X báo cáo tình hình đánh đập lính của đơn vị huấn luyện L1II. Tôi yêu cầu bạn của tôi điện lên ban chỉ huy đại đội lưu ý đến con của tôi, đừng để ai đánh các cháu tân binh. Công chuyện về huấn luyện tân binh có nhiều vấn đề đáng nói. Trong phạm vi bài này tôi chỉ nêu lên một số hiện tượng vấn đề, chỉ huy lãnh đạo đơn vị và các giải pháp nhằm loại bỏ hoàn toàn triệt để tệ nạn đánh đập, làm nhục và khủng bố các tân binh. Trước hết, chỉ huy các cấp phải thấm đậm một điều rằng, thời đại ngày nay, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 đứa con. Rất nhiều vợ chồng sinh ra được một cháu trai và họ đặt tất cả kỳ vọng tương lai của gia đình, thậm chí là cả dòng tộc vào người cháu trai đó. Khi họ gửi gắm người con vào bộ đội, họ rất tin tưởng môi trường giáo dục cũng như rèn luyện con người của quân đội ta. Làm người chỉ huy và hơn ai hết, thực sự thấm đậm điều này, từ đó để nâng cao trách nhiệm bảo vệ, nuôi dạy rèn luyện để các cháu nên người. Trở thành những người chiến sĩ toàn năng đồng thời làm cho mỗi người lính tân binh thấy được môi trường của người lính là trường của đại học tổng hợp ở đó. Tình đồng chí thiêng liêng cao đẹp đến nhường nào. Chỉ huy đại đội tiểu đoàn đừng vì thiếu trách nhiệm, không sâu sắc quá tin vào mấy anh tiểu đội, trung đội để dẫn đến nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Đừng để các bậc cha mẹ khi tiến con của mình đi bằng trống rong cờ mờ, còn khi đón con về thì bằng chiếc quan tài hoặc là những đứa con bệnh tật thui chột. Đây là vấn đề cơ bản nhất cũng như quan trọng nhất hiện nay trong các lực lượng vũ trang. Nếu không triệt để xóa bỏ tệ nạn đánh đập tân binh thì thử hỏi ai còn dám cho con của mình đi bộ đội làm nghĩa vụ quân sự nữa hay không?
Và điều thứ hai là xã hội ta hiện nay còn rất nhiều tệ nạn xã hội tiêu cực. May sao người dân còn niềm tin nhất định vào quân đội, mong sao các cấp trong quân đội hiểu cho các vấn đề này, đừng để nhân dân thất vọng, đừng để tuổi trẻ và gia đình của họ tìm mọi cách để trốn lính, cũng như đừng để cho các cháu thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự là để đối phó. Phải làm sao để nhân dân muốn con em của họ được rèn luyện, được thử thách và tiến bộ trong môi trường quân đội. Tôi cũng như rất nhiều người biết trong một số đơn vị tiểu đội trưởng, thậm chí là trung đội trưởng, dùng rất nhiều mánh khóe để uy hiếp cưỡng bức vùi dập chiến sĩ. Đó là đánh đập, sỉ nhục, đe dọa, dùng đồng đội bài xích, miệt thị rồi các hành vi cục xúc vô văn hóa đều cáng diễn ra thường xuyên, như là nhờ tân binh đi nạp thẻ điện thoại, hoặc là mua thuốc lá nhưng lại không đưa tiền, gợi ý là vay mượn tiền, rủ đi ăn nhà hàng nhưng lại không thanh toán. Bắt chiến sĩ phục vụ giặt quần áo, sai vặt rất là nhiều và rất nhiều trò hề tanh tưởi khác nhau. Chỉ cần chờ không may người lính vi phạm là cán bộ ra tay. Đây là những thói du côn vô học ở từ ngoài xã hội di căn vào đời sống của người lính. Nó làm xói mòn lòng tin vào tình yêu quân đội của tuổi trẻ. Cán bộ tiểu đội, đại đội, trung đoàn có biết được các vụ việc này hay không? Hay là vì các anh tiểu đội trưởng là công cụ, là tai mắt của chỉ huy nên biết đó lại đành bỏ qua? Thậm chí là khi gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng vì bệnh thành tích mà che giấu cho cấp dưới, chỉ huy đại đội tiểu đoàn cố tình giấu nhẹm cấp trên. Một mặt là đe dọa mọi người trong đơn vị nghiêm cấm là không được tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân của các tệ nạn trên đây trước hết là bắt nguồn từ văn hóa yếu kém của chỉ huy, của cả cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội, có hay không vì sự thăng quan tiến chức dẫn đến cán bộ trung đội, đại đội cần tiền và cái mỏ mà họ hướng tới là hầu bao của các tân binh. Vấn đề dân chủ và kỷ luật trong quân đội bị lãnh đạo xem nhẹ, việc lựa chọn cán bộ làm nòng cốt trong huấn luyện trong xây dựng đơn vị tuy cá nhân chủ nghĩa không khách quan, thiếu các diễn đàn cơ sở để lắng nghe các ý kiến của chiến sĩ như thế. Vô hình dung chúng ta đang đưa doanh trại quân đội tiến gần hơn ranh giới của một trại cải tạo. Và điều thứ ba là cần quán triệt cho các chỉ huy, các cấp rằng các đơn vị huấn luyện tân binh ngoài nhiệm vụ cung cấp nhân lực cho nhiệm vụ quân đội nơi đây còn là trường đào tạo thế hệ trẻ, là nguồn nhân lực cho xã hội, vừa là nơi phát triển nguồn chỉ huy tương lai tài năng cho quân đội ta. Do đó, phải xây dựng các đơn vị huấn luyện tân binh như những trung tâm văn hóa. Tại đây, người lính được tắm mình trong dòng chảy văn hóa của dân tộc, được học tập và rèn luyện nhiều kỹ năng và tư duy quân sự. Xin đừng biến môi trường giáo dục và đào tạo trong quân đội thành cơ nắp mộng của người chiến sĩ. Kính thưa quý vị, vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong có hay không sự bao che của các cấp? Vụ việc của quân nhân Trần Đức Đô, người đầy thương tích, bị chết trong khi tải ngũ và bị quân khu 1 cho là treo cổ tự tử. Cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc. Nói ra điều này thì sẽ khiến cho nhiều người rất buồn, nhưng đó là một thực tế. Hãy tự đặt trường hợp bạn là gia đình của ông Trần Đức Đô thì bạn sẽ làm gì? Chính quyền cho cắt Internet toàn bộ khu vực để không cho bạn phát video trực tiếp. Chính quyền cho công an phong tỏa mọi ngã đường vào nhà, giám sát người nhà, thậm chí là kiểm tra người lạ tiếp xúc với gia đình. Chính quyền không cho để xác của em Đô vào bất cứ bệnh viện nào. Hàng xóm góp tiền để mua tủ đông để giữ xác của em Đô thì chính quyền lại cho cắt điện. Gia đình buộc phải đưa tủ đông ra ngoài nghĩa trang và chạy máy phát điện thì công an cũng cho phong tỏa luôn. Và việc chạy máy phát điện để duy trì tủ đông để ướp xác của em Trần Đức Đô sẽ kéo dài trong bao lâu? Chắc chắn là không nhiều. Một gia đình đau đớn, kiệt quệ về tinh thần, bị cô lập, bị khủng bố và áp bức sẽ nhanh chóng buông xuôi. Quân đội và công an do đó chỉ cần hành động như họ đang làm, thậm chí là không cần phải giải thích gì với gia đình của em Đô cả. Họ chỉ cần thông báo về cái chết và nguyên nhân cái chết là được, còn tin hay không thì tùy gia đình của em Đô. Những lời hứa hay là những lời phân trần của các cấp lãnh đạo quân đội trên báo thực chất chỉ là để trấn an dư luận chứ không phải là để trấn an tinh thần của gia đình em Đô. Đơn giản là quân đội chỉ sợ dư luận và quần chúng mà thôi. Còn với một gia đình như là gia đình em Đô riêng lẻ như vậy, họ dễ dàng cô lập và xử lý. Quân đội mà đứng sau là chính quyền,
sợ sự bức xúc của dư luận dẫn đến những bùng phát thiếu kiểm soát, từ đó dẫn đến bất ổn chính trị và sự sụp đổ của chế độ. Nhưng cái cách lấp liếm của giới lãnh đạo tuyên giáo ở quân khu 1 chỉ là châm dầu vào lửa và tăng thêm sự kinh bỉ của người dân mà thôi. Bởi vì lúc này chỉ có người không não thì mới tin vào giả thuyết của một quân nhân đang khỏe mạnh, bị đánh bầm dập rồi tự kiếm dây đi treo cổ tự tử. Việc mà giết hại em Trần Đức Đô và cái cách mà chính quyền cô lập các tiếng nói từ gia đình em cuối cùng cũng sẽ khiến dư luận sáng mắt hơn và đặt ra nhu cầu khẩn thiết về việc cần kiểm soát thói lộng quyền của chính quyền. Dư luận ở đây không chỉ là người ngoài chính quyền mà còn có cả những người làm việc bên trong chính quyền. Nếu không có ít nhất một lực lượng đối lập mạnh bên trong Quốc hội và chính quyền nhằm kiểm soát và giám sát thói lộng quyền của các cơ quan chính phủ, bất kể ai cũng có thể là nạn nhân của chế độ này, dù đó là dân đen, quân nhân hay là cán bộ. Từ từ rồi ngay cả chính những quân nhân, những đảng viên cũng ý thức được việc cần phải có một đảng đối lập ngay bên trong Quốc hội để nhằm bảo vệ các tiếng nói và quyền lợi của chính mình. Dân chủ chỉ đơn giản là cách thức sinh hoạt chính trị mà trong đó bất cứ ai cũng có những người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình. Khi hiểu được điều đó, rằng dân chủ sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, trong và ngoài chế độ, thì dân chủ sẽ từ từ lớn mạnh ngay bên trong chế độ, bởi không ai muốn từ bỏ quyền lợi của mình cả. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.